Chuyện dài, chết để báo thù. Tập 2, cuộc báo thù bắt đầu. Tác giả, Một Áng Phù Vân. Giọng đọc, Hai Hiếp. Đoán được những gì vong hồn của Xuân đang nghĩ, Phương lúc này đã trở thành oán quỷ, nhìn vong hồn Xuân mà cười. Chị muốn nhìn thấy em trong hình hài lúc trước phải không? Chị nhìn nè. Nói rồi, Phượng đưa cánh tay nguyên vẹn lên vuốt từ trên xuống. Lạ là từ tay vuốt tới đâu thì da thịt bị róc lúc nãy liền lại tới đó. Chỉ trong phút chốc cả cơ thể của Phượng đã hoàn toàn nguyên vẹn lại như trước. Chỉ có đôi mắt là đen và sâu hun hút. Hầu như không còn thấy lòng trắng. Vong hồn Xuân nhìn Phượng mà ngỡ ngàng lắp bắp. Em sao có thể? Em bây giờ có thể làm tất cả những gì mà em muốn. Chị yên tâm, đầu tiên em sẽ giết tên thầy Pháp đó trước, để trả thù gã đã dùng bùa chú bắt nhốt chị. Vong hồn của Xuân chỉ im lặng đứng nhìn. Làm ma thì làm gì có nước mắt, nhưng nó đau lòng quá. Giá mà nước mắt có thể rơi ra để Xuân khóc cho thỏa lòng. Phải trải qua nỗi đau róc thịt chắc là đau đớn lắm. Nhưng dù sao Xuân cũng muốn biết làm thế nào Phượng lại biết cắt lấy máu thịt của mình mà hiến tế cho những oán linh. Cô hỏi, Phượng, hãy chỉ cho em cách dùng máu thịt tươi của chính mình mà chiêu hồn những oán linh chết nơi rừng rú bờ bãi này vậy? Và ai đã giúp em hấp thụ oán khí của họ vậy? Phượng nhếch mép cười, là ai đã chỉ cách thì có quan trọng gì hả chị? Sau khi trả thù, em sẽ mãi mãi trong kiếp vị dữ này đó. Càng tốt thôi. Ở trong một ngôi chùa cổ kính khá cũ kỹ, cách làng Vĩnh Phúc nơi mà cuộc báo thù sắp xảy ra khoảng 6 ngày đi đường nếu đi đường sông. Còn đường bộ thì phải tùy thuộc vào những chuyến xe nữa, vì tại thời điểm này phương tiện di chuyển và đường giao thông chưa được hiện đại và rộng mở như bây giờ. Một vị sư độ tuổi ngoài 50 đang tĩnh tọa. Tuy dáng dấp sư hơi gầy, nhưng gương mặt phương phi sắc diện hồng hào. Đó là sư Giác Tâm. Đang tạo thuyền chờ sư nhíu mày lại. Bên tai sư là văng vẳng tiếng cười ma quái, pha lẫn tiếng nỉ non ai oán xé lòng. Sư định thần hướng tâm đến nơi phát ra chàng cười kỳ dị đó, thì trong đầu sư là hình ảnh của một người con gái đang lấy máu thịt thân thể mình mà hiến tế cho oán vong, đề nguyện trở thành quỷ dữ. Một chúng sinh vì lòng oán hận không lối thoát mà chấp nhận đọa vào cõi dạ xoa. Sư mở mắt thở dài thầm nghĩ, oan oan tương báo đến bao giờ. Sư rời khỏi nơi đang tọa thiền lên chánh điện đối trước tôn tượng của Đức Đại Hùng, đại lực đứng giác ngộ từ bi cung kính tành lễ. Nguyện hồng ân tam bảo, cầu Phật lực gia hộ cho tất cả mọi chúng sinh dứt hết não phiền, dứt hết oan trái lẫn nhau. Rồi sư đứng lên đi vào trong gọi đệ tử vị sa di duy nhất trong chùa. Này con, Tiểu Tịnh, thầy có việc phải rời chùa độ chừng 10 ngày thầy trở về. Con ở chùa nhớ công phu và dâng cơm cúng Phật đúng giờ đó. Sa di Tiểu Tịnh chấp tay cúi đầu xá thầy và bạch. Bạch thầy, con nhớ rồi. Sư Giác Tâm đi vào trong, quẩy cái túi vải đã sờn cũ lên vai. Sư chấp tay ngẩng mặt lên nhìn trời, miệng niệm danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng lúc đó, tại làng Vĩnh Phúc, nhà của vợ chồng bà Hai Kiên và Hai Kim, cả nhà năm người họ đang cùng nhau ngồi trước bàn ăn với những món ăn xa xỉ. Thằng Khá là đứa con trai thứ tư, cũng là đứa mà ông bà Kiên và Kim cưng nhất từ nhỏ đến lớn. Nó được cưng chiều nên không phải làm gì, chỉ việc ăn và quậy phá cờ bạc. Đầu lòng cũng là thằng con trai tên Di, đứa tiếp theo là con gái tên Khanh, rồi tới thằng Khá. Ông bà Hai Kiên và Kim, còn đứa con gái nhỏ nhất chính là Phượng. Cả nhà năm người đang vui vẻ ăn uống nói cười với nhau, thì điện thoại của thằng Khá reo lên. Màn hình trắng đen trên điện thoại của nó nhấp nháy số lạ. Nó nhíu mày chửi thề rồi bấm nút nghe. Alo, Khá nghe đây. Đầu dây bên kia là giọng trầm khàn của một gã đàn ông. Thằng Khá vừa nói đến đó thì gã đàn ông chửi. Má nó, cái con mẹ mày chứ.
bị chửi, thằng Khá lớn giọng: "Mày là thằng nào?" "Tao là thằng ông nội mày. Báo cho mày biết, tao là Ba Hùm. Con nhỏ mày bán cho tụi tao nó bỏ chạy rồi." Nghe bên kia xưng danh Ba Hùm, thằng Khá xuống giọng: "À, anh Ba hả? Điện em có gì không? Em giao hàng cho anh đàng hoàng rồi. Nó bỏ chạy là do bên anh chứ." Ba Hùm gắt: "Mày tưởng dễ vậy là thằng Linh con? Mày cam đoan với bọn tao là con đó vẫn còn chinh. Cái má mẹ mày chứ còn chinh như đám lừa đảo tao hả, thằng Ranh?" Thằng Khá vẫn giữ giọng kinh kiệu: "Trời ơi, anh Ba ơi, em giao nó cho anh là nguyên si đàng hoàng. Anh làm sao với nó rồi đổ cho em sao được?" Ba Hùm cười khà khà, giọng có vẻ khinh miệt: "Mày còn xảo trá hả con? Bọn mày đã làm gì nó trước khi giao cho tao thì mày tự biết. Mày nghe kỹ đây, giá mày bán con nhỏ đó cho tao là 50 triệu với sự bảo đảm là nó còn chinh, nhưng nó không còn chinh nữa. Và bây giờ nó đã bỏ trốn mất biệt, mày phải hoàn trả số tiền và bồi thường cho tao. Tổng cộng là 150 triệu, tao cho mày 7 ngày để lo liệu. Đúng ngày tao cho đàn em tới lấy, ok?" Thằng Khá nghe Ba Hùm nói thì trợn mắt hét lớn: "Nè, làm gì mà tới con số đó? Ít quá tôi hoàn trả 50 triệu cho các người thôi chứ." "Mày giỡn mặt với tao đó hả? Không nói nhiều, 150 triệu cho cả vốn và tiền bồi thường." "Mẹ nó, các người bộ cầm thú hả?" Nghe thằng Khá chửi thề, Ba Hùng không tức nhưng cất tiếng mỉa mai: Đừng chửi thề với anh chứ chú em. Anh có cầm thú cũng đâu bằng súc vật bằng mấy chú em. Ít ra bọn anh còn biết phân biệt ruột thịt của mình. Chứ còn chú em mày thì chú em mày xứng với từ cầm thú hơn. Thịt luôn cả em ruột mình. Anh nói cho mày biết rõ, mày mà không chuẩn bị đúng số tiền đó thì đừng trách anh. Hơn ai hết, thằng Khá biết rõ Ba Hùm là người như thế nào. Gã chưa bao giờ nương tay với ai nếu xác định đó là con nợ. Gã là bảo kê cho một nhà chứa lớn và cho vay nặng lãi. Thằng Khá đã từng chứng kiến gã đòi nợ. Con nợ của gã nếu muốn bình yên, một là cầm cố của cải để trả, hai là để lại một cánh tay hay một bàn chân, hoặc sẽ bị cắt tay xẻ mũi tùy theo số nợ. Nay gã đã xác định thằng Khá là con nợ, nếu đến ngày mà không chịu trả, dù ít hay nhiều, thì cũng bị mất đi một trong những bộ phận cơ thể. Nhà của ông bà Hai Kiên và Kim tuy thuộc hàng khá giả, 150 triệu không là gì, nhưng vô cớ phải mất một số tiền khá lớn thì cũng rất cay cú. Đặt cái điện thoại xuống, thằng Khá đấm bàn chửi thề. Ông Hai Kiên để chén cơm xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Thằng Khá im lặng không trả lời, mặt nó hầm hầm nghiến răng kèo kẹo. Bà Hai Kim hỏi bồi thêm: "Ai gọi mà mặt mày khó coi vậy?" Thằng Khá nó vừa nghiến răng vừa nói: "Thằng Ba Hùm nó điện thoại, nó con Phượng trốn thoát rồi, nó đòi bồi thường." Bà Hai Kim trợn mắt: "Trời đất ơi, con khốn nạn, sao nó dám bỏ trốn? Và thằng Ba Hùm nó đòi bồi thường bao nhiêu?" "150 triệu. Ông Hai Kim tức tối: Cái gì mà 150 triệu? Bà Kim móc điện thoại trong túi áo ra rồi nói: "Để mẹ điện thoại cho thằng Ba Hùm nói chuyện với nó." Thằng Khá chưa kịp ngăn cản thì sau vài tiếng tút tút đầu dây bên kia, Ba Hùm nghe máy rồi cười khẩy nói: "Sao hả bà chị? Điện thoại cho Ba Hùm này để hẹn nơi giao tiền hả?" Bà Kim cau có hỏi: "Thằng Khá nó đã giao con Phượng cho mấy người rồi. Nó bỏ trốn là do các người, sao lại bắt nó bồi thường? Mà còn đòi bồi thường số tiền ngất ngưởng như vậy?" Ba Hùm cười lớn, giọng oang oang trong cái điện thoại: "Nè bà chị, lúc đầu bên phía bà chị bảo đảm là con nhỏ nó còn chinh, tôi mới trả với giá 50 triệu. Ai dè con nhỏ nó bị mất rồi, bà còn dám chắc chắn với tôi chưa xử thằng Khá con bà là may lắm rồi ạ. Với số tiền bồi thường như vậy là hợp lý rồi." Bà Kim tức giận: "Trời đất ơi, mấy người ngang vừa vừa thôi chứ, cái chuyện đó sao đổ hết lên đầu con tôi?" Ba Hùm giọng lạnh lùng nói: "Thằng Ba Hùm này chưa từng đổ an cho người nào.
và hỏi thằng con cưng của bà xem, bà mẹ nó với lũ bạn nó đó làm con nhỏ rồi đem bán cho tôi. Một á là các người làm theo lời thằng Ba Hùng này, hai á là chờ nhận xác thằng quý tử đi. Bà Kim ú ớ trợn mắt nhìn thằng Khá. Bà không ngờ nó làm ra cái chuyện man rợ như vậy. Từ khi còn nhỏ, nó đã hay sờ mó đụng chạm chỗ nhạy cảm của con Phượng. Bà biết nhưng vì bà quá thương nó và ghét con Phượng nên làm lơ. Những tưởng nó chỉ làm như vậy thôi, ai ngờ nó lại làm ra cái chuyện mà cả thiên hạ sẽ nguyền rủa. Bà đưa tay lên và tán xuống mặt nó một bạt tai khiến nó không kịp phản ứng. Há hốc miệng lên mà rú. Bà, làm gì vậy? Sao đánh tôi? Bà Kim chỉ vào mặt thằng Khá nói. Mày làm cái chuyện điên khùng gì vậy hả? Ta đã nói là đừng đụng tới nó. Bây giờ phải mất oan 150 triệu cho thằng Ba Hùng. Sao mày ăn rồi chỉ biết báo hại vậy con? Đây là lần đầu tiên bà Kim đánh nó. Đủ biết là bà ta giận cỡ nào. Nãy giờ nghe cuộc nói chuyện thì ông Kim cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Ông ta vỗ bàn cái rầm đứng lên, đá thằng Khá một cái. Nó mất đà nên té ngựa ra sau. Ông chỉ mặt nó rồi chửi. Từ nhỏ đến giờ mày luôn là cái thằng báo hại. Lần này mẹ, mày tự lo lấy. Ta không cho một xu nào hết. Rồi ông bỏ đi, để lại bà Kim ngồi đó mặt mày xám ngoét vì tức giận. Thằng Khá thì ôm bụng xoa xoa lồm cồm bò dậy. Con Khăn và thằng Di cảm thấy ăn mất ngon nên đã bỏ về phòng mình từ lúc nào. Thằng Khá còn suýt xoa ôm bụng nhân mệt kêu đau vì cú đá của ông Kiên. Nó lầm bầm chửi. Ông già mắt toi, đạp một cú đầu thấu trời. Thì nó ngước lên nhìn ra ngoài cổng, mắt nó trợn trắng tay, chị miệng bầm môi nghiến răng nói. Con khốn nạn nó về kìa mẹ. Bà Kim nghe nói thì quay qua nhìn đúng thật là bóng dáng của Phượng. Vẫn dáng dấp cao gầy, lững thững lầm lũi bước vào. Trên tay cô cầm một cái túi vải màu đen bọc trong đó một thứ tròn tròn. Bà Kim nhìn chằm chằm Phượng, dường như có điểm gì đó rất khác với bình thường. Nhưng thế nào thì nhìn cũng không ra là khác ở chỗ nào. Thấy Phượng vừa bước vào trong, như thói quen hung hăng hàng ngày, thằng Khá nhào tới định túm tóc Phượng mà đánh, thì nó bất chợt khựng lại, vì mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc đến khó chịu. Nó khạc một cái rồi nhổ nước miếng vào người Phượng và hét, cút, cút đi. Lần này, thay vì im lặng không trả lời như trước, thì Phượng cầm túi vải đưa lên trước mặt, vừa quay đi vừa cười khằng khặc và nói, hè, từ từ, sẽ tới mày. Thấy thái độ vô cùng lạ lẫm của Phượng, thằng Khá nó nghiến răng nói, ta sẽ gọi tụi Bố Hùng qua đây bắt mày về. Tha cho mày bữa nay vì ta không muốn rắc rối với tụi giang hồ mà thôi. Con Khăn ở trong phòng nãy giờ cũng nghe thằng Khá la lối. Nó mở cửa bước ra, nhìn thằng Khá bà Kim một lượt rồi nói, làm gì cũng vừa phải thôi. Riết rồi tôi thấy việc làm của cái nhà này còn thua cả loài vật. Thằng Khá nó quắc mắt về phía con Khanh nói, chắc bà tưởng bà tốt hả? Tao không tốt, nhưng ít nhất tao cũng không đánh đập nó như mày với ông bà già. Thằng Khá cười bỡn cợt, bà không đánh đập, nhưng im lặng bà che giấu thì có khác gì đâu. Con Khanh tức giận lắp bắp, mày dám nói. Vừa lúc đó, có tiếng xe máy ngoài cổng. Nghĩa chồng của con Khanh đi làm về. Từ khi Nghĩa về ở rể nhà ông bà Kiên và Kim, thì anh là người che chở cho Phượng nhiều nhất. Anh thương Phượng như một đứa em thật sự. Mấy lần anh nhìn thấy thằng Khá toan giở trò đổi bài với Phượng, anh đều lao vào can thiệp. Thậm chí còn bất mãn trước thái độ thờ ơ của cha mẹ vợ về hành vi của thằng Khá nữa. 5 năm làm rể là 5 năm mà ngày nào anh cũng chứng kiến cảnh cha mẹ vợ và thằng Khá đánh đập hà hiếp Phượng ra sao. Con Khanh tuy không tham gia vào những cuộc hành hạ Phượng, nhưng chứng kiến cảnh đó thì nó bỏ mặc không nói gì. Còn thằng Di thì bênh vực thằng Khá mà hay xỉ vả Phượng. Mọi chuyện xảy ra, dù sao thì tất cả đều là lỗi của Phượng, và tất nhiên sẽ hứng chịu những trận đòn chí tử. Đó là những gì mà Nghĩa chứng kiến khi về ở rể. Chứ còn trước khi anh về thì mọi chuyện anh không muốn nghĩ tới.
Thấy chồng về nên con Khanh cũng không muốn cãi vã thêm với thằng Khá nữa. Đi vào cùng Nghĩa là hai đồng chí công an xã. Thì ra mấy ngày qua thấy Phượng đi đâu không về nhà, Nghĩa đã lên trình báo với công an xã. Nghĩa nhiều lần trình báo công an về các hành vi bạo hành và xâm phạm Phượng của thằng Khá, nhưng mọi chứng cứ đều không có. Phượng là người bị hại cũng không dám lên tiếng chỉ tội, nên bên công an cũng chỉ hòa giải hoặc bắt gia đình cam kết. Mỗi lần như vậy thì Phượng lại bị chửi rủa, đánh đập còn nhiều hơn. Có lẽ vì vậy mà Phượng không dám chỉ tội họ chăng? Bà Kim nhìn Nghĩa với hai đồng chí công an rồi hỏi: Ủa, Nghĩa à, con đưa hai chú công an về nhà mình làm gì vậy? Nghĩa nhìn xoáy vào bà Kim rồi nói: Mẹ à, Út Phượng mất tích đó, 5 ngày nay, xưa giờ Út Phượng nhút nhát không dám đi đâu xa. Nay đi 4-5 ngày rồi, mẹ không nghĩ có nên báo công an không? Bà Kim khoát tay nhếch môi: Nó theo trai mấy ngày nay mới về kia kìa, mất tích cái nỗi gì? Nghĩa nhíu mày nhìn bà Kim, như biết đang lỡ lời trước mặt hai vị công an. Bà ta giả lả: À, nó về rồi, đang trong nhà đó, có mất tích gì đâu mà báo công an làm phiền các chú. Nói xong, bà ta móc trong túi ra mấy tờ tiền màu xanh lá cây đậm, nhét vào tay một đồng chí công an rồi nói: À, cái này gửi các chú uống nước trà, làm phiền các chú quá. Đồng chí công an phủ tay bà Kim ra rồi nghiêm nói: Nếu cô Phượng đã về rồi á, vậy mời bà kêu cô ấy ra đây. Không đợi bà Kim kêu, Phượng từ bên trong bước ra, mái tóc dài che một nửa bên mặt. Phượng đi tới gần nơi mấy chú công an đang ngồi, cô cất giọng nhỏ nhẹ nhưng thanh âm cứ ngang ngang: Tôi là Phượng. Chú công an hơi lớn tuổi nhìn Phượng, có một cảm giác lạnh sống lưng thoáng qua. Chú khẽ rùng mình, nhưng chú cũng không để ý mà hỏi: Gia đình cháu có người báo là cháu mất tích, vậy mấy ngày qua cháu đi đâu làm gì, sao không báo gia đình một tiếng? Phượng lặng lẽ cúi đầu, vẫn âm thanh nghe như từ cõi xa xôi vọng về: Dạ, cháu nhớ bà ngoại, cháu về thăm mộ ngoại rồi ở nhà ngoại mấy hôm, cháu sợ mẹ cháu không cho nên cháu lén đi. Chú công an nói: Cháu nên cẩn thận, khi có đi đâu quá cũng nên nhớ báo lại với người nhà nhé. Dạ. Sau đó hai đồng chí công an ra về, bà Kim nạt lớn với Phượng: Đi nấu cơm đi, tao đói sớm rồi, cũng tại mày cả buổi trưa không ăn uống được gì. Thằng Khá thuận đà đưa chân đạp vô người Phượng một cái, nhưng xui cho nó, lần này đạp hụt vì Phượng di chuyển rất nhanh, mất đà nó ngã nhào. Con Khanh cũng cùng chồng mình bỏ vô phòng, để lại sau lưng là tiếng chửi tục quen miệng của thằng Khá. Nó hậm hực móc điện thoại ra bấm số của ba Hùng, nhưng bấm hoài cũng không thể gọi được. Nó nghĩ điện thoại bị hư nên dục sang một góc. Quay nhìn bà Kim nói: Bà kêu ông Di ra chiếc 67 chạy qua bên tụi thằng Ba Hùng á, nói là tìm được con quỷ cái đó rồi. Được rồi, để tao kêu. Trên đường thằng Di chạy qua ngõ của bọn Ba Hùng, phải qua một đoạn vắng vẻ, hai bên là cây cối um tùm. Thằng này cũng là dạng cô hồn sống thì nó chả sợ gì ma cỏ. Đang cho xe phăng phăng chạy đi trên đường thì nó thấy chắn ngang trước mặt là bóng người lù lù. Nó dừng lại rồi hét lớn: Nè, tránh ra, không tao đụng thấy mẹ bây giờ. Cái bóng người vẫn đứng im, nó bực mình đá chống xe bước tới để đánh cho người đó một trận. Thì nó ngạc nhiên: Con quỷ này, sao mày ở đây? Nó nhận ra đó là Phượng. Nó hất hất mặt nói: Nếu vậy thì lên xe tao chở qua cho tụi bố Hùng luôn. Qua bên đó nếu chịu nghe lời á, còn được ăn sung mặc sướng, khỏi làm việc vất vả như ở nhà, khỏi bị chửi bị đánh. Đi đi, nhanh lên. Mày nói như mày nhân từ lắm vậy á, tiếc là hôm nay mạng của mày kết thúc rồi. Thằng Di vừa quay lưng định lên xe chạy thì nó nghe giọng nói ghê rợn cùng với giọng cười quái dị phát ra. Nó dòm lại thì hỡi ơi, bàn tay của Phượng vươn dài ra các móng tay dài ngoằng, nhọn hoắt, đỏ như máu chuột lấy cổ của nó. Hốc mắt của Phượng giờ đây một bên sâu hóm không có tròng mắt, một bên thì trắng dã chảy ra từng dòng máu lệ. Phượng bấm mạnh vào cổ của thằng Di, máu lập tức chảy ra như suối. Phượng buông tay ra,
đưa các ngón tay dính máu lên liếm láp rồi ngoác miệng cười rất thích thú. Vẫn còn sức để chạy, nhưng thằng Di cũng không chạy được mà chỉ có lết lết. Cổ họng nó đau đớn phát ra những âm thanh kêu cứu rất nhỏ. Nhìn bộ dạng bò lê lết thê thảm của thằng Di, Phượng rú lên cười khoái chí, đưa con mắt nhìn theo nó để cho nó lết một khoảng xa xa. Phượng đưa cánh tay dài ngoằng chụp lấy cái chân của thằng Di và nói với giọng khàn khàn và tiếng cười đầy quỷ dị. Để tao xem mày mất một chân, mày bò ra làm sao? Thằng Di lúc này chỉ biết trợn mắt nhìn Phượng, lắc đầu lia lịa như ý cầu xin hãy tha cho nó. Nhìn thấy vậy, Phượng càng cười lên thích chí. Tay cô nắm chân của thằng Di bẻ nghe cái rắc, rồi giật mạnh ra. Thằng Di đau đớn kêu la thảm thiết, mắt nó trợn trắng lòi chồng, quăng bỏ cái chân của thằng Di qua một bên. Phượng lao đến dùng bàn tay móng vuốt nhọn hoắt khoanh ở bụng của thằng Di, móc quăng nội tạng của nó quăng ra xa. Ngay lập tức, những bóng đen từ đâu bò lớp ngớp bu vào cái bộ nội tạng của nó. Xác của thằng Di bây giờ chỉ là vũng máu, thịt đầm đìa bầy nhầy, cùng với cái đầu lâu mắt trợn trắng